Còn bây giờ như thường lệ chúng ta sẽ bắt đầu bản tin cùng với những con số và những cập nhật mới nhất về tình hình của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Thưa quý vị, trên trang thông tin của Bộ Y tế cập nhật số liệu cho thấy đến 6 giờ sáng nay, tức là sau gần 8 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận số ca mắc mới, thì đến chiều ngày hôm qua 18 giờ ngày 24 tháng 4, Việt Nam đã ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đang là 270 ca, và số ca đang điều trị là 45, số ca điều trị khỏi là 225 ca, và Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong vì dịch COVID-19.